Hello, welcome back to my channel Stars Gregor. Grandi chat the show. One day. Wow. Phải đi được khác thôi. Thank you.
OK. Sau đó mình sẽ lắp cái này vào. Khi ở trên tầng 3 này thì ông bà Grandi sẽ không lên được trên này, cho nên các bạn không phải sợ gì cả. Ở đây thì mình sẽ đổ đầy xăng vào chiếc máy bay. OK, Agreement 4. Let's go. Chauffeur. Mình sẽ tăng hai con ốc này ra. Con ốc thứ hai. OK. Crowbar. Thank you.
Dear Ai Cream, ở đây khi ba có ba cây kem này, các bạn sẽ lấy được một viên kẹo bên trong đó. Ok. Số cuối là số 5. Bốn năm. Ở đây thì mình sẽ lên trên tầng. Okay, Solander Rising. Ở trong tựa game này thì các bạn sẽ phải tìm kiếm tất cả là 8 bức hình. Khi đó thì các bạn sẽ quay về vị trí ban đầu và tẩu thoát khỏi nơi này, thoát khỏi sự bám đuổi của Slenderman.
và các bạn càng tìm những bức hình lúc đầu thì khi càng tìm được bức hình nào thì ông ta sẽ xuất hiện càng nhiều và càng nhanh. Bình thứ hai. Bình thứ ba. Đó, cứ như thế và các bạn sẽ tìm kiếm tất cả những bức hình được gắn trong mắt vào đồ này. Và đó các bạn sẽ hoàn thành được việc này. Khi gặp ông ta thì các bạn phải quay đi thật nhanh và bước đi thật nhanh, nếu không thì ông ta sẽ bắt các bạn ngay. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tới game thứ tư, Horror Clown. Cứu anh chàng này thì các bạn sẽ lấy được một chiếc chìa khóa để mở cửa thư viện. Và trong thư viện đó thì mình sẽ lắp cuộn phim này vào. Khi đó thì các bạn sẽ biết được mật mã để lên trên tầng 2. Thank you.
Sawan. Eat horo gula, chapter 2. Thank you.
OK， 给老号。来跟我进。Oh my God. 哇，cấp độ khó hơn cái là đi luôn. Mình sẽ thử lại nữa xem.Bị tiêu diệt ngay. OK. Granny Chapter One.Cả cây. Đây là một chiếc nỏ. OK.
Còn đây là hộp thức ăn dành cho chim. Ok, let's go. Một chiếc kim. Luke ơi, ok, Mr. Hope và Lê Hồ. Yeah.
灭毒，刘德勒出现了。OK, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.